Xin chào các bác nha. Hôm nay em xin giới thiệu đến dòng xe lâm 3 tấn, máy dầu, động cơ Mitsubishi của Nhật. Con này lưng cao 4,5 m, có chu công, có dịch giá nhá. Đây là bên trong động cơ. Động cơ Mitsubishi. Động cơ S4S Mitsubishi của Nhật. Bên trên thì chức năng vận hành xe thì có con này có 3 tay trang, lưng hạ, kho đổ, vịt đá. Thì khách có nhu cầu thay tình đá, lắp vượt gù cũng được, mâm xoay cũng được nhé. Con này di chuyển bằng số cơ thì nó sử dụng trực tiếp vào hộp số. Còn số điện thì đóng mở qua van điện này, đóng mở dầu. Còn con này trực tiếp là số cơ, nó ít hỏng hóc quạt hơn. Đây là tay trang. Dưới thì có côn, phanh, ga. Về đằng trước càng dài 1,7 m, bây giờ càng 4,5 phân, bề mặt càng là 12 phân. Tại con này đang đắp tình giá 3 tầng lưng, con này chú công chứ. Tôi yêu cầu lưng cao 3 m, hay là lắp gật cù, hay là tình giá đều lắp được hết nhé. Lốp thì 28x9x15, lốp đặc, lốp hơi để có cả.